Xin chào tất cả các chị khách hàng của thân yêu của mỹ phẩm Hoa Anh Đào. Thì cũng như thường lệ thì chị em của chúng ta sẽ có 3 buổi livestream hàng tuần các chị nhé. Đó là vào thứ ba, thứ năm và thứ bảy. Thì hôm nay lại quay lại với các chị với một chủ đề, đó là em nghĩ là cũng sẽ có rất là nhiều chị quan tâm sau buổi livestream lần trước. Thì trong buổi livestream lần trước em đã chia sẻ cho mình về những vấn đề như là về các cái sản phẩm mà mình nên update, nên đổi lại vào cái mùa đông này. Tại vì là không phải là bất kỳ một cái sản phẩm nào mà dùng vào mùa hè thì bây giờ mùa đông vẫn có thể tiếp tục sử dụng được các chị nha. Nên là cái chu trình routine của mình thì mình phải update phụ thuộc với cái tình trạng da của mình hiện tại là đang cần gì và phù hợp với thời tiết hiện tại các chị nha. Các chị ơi, thì trong cái buổi livestream của mỹ phẩm Hoa Anh Đào không những là sẽ có những cái chương trình tư vấn cho các chị về những cái vấn đề làm đẹp, các cái trend làm đẹp mới, mà ngoài ra thì sẽ còn có những cái chương trình khuyến mãi nữa. Nên là các chị hãy nhanh tay vào xem livestream và cùng tương tác với mỹ phẩm Hoa Anh Đào nha. Đó là bằng cách là like và share livestream, đồng thời là tag hai người bạn của mình vào để có cơ hội nhận được các phần quà vô cùng hấp dẫn từ mỹ phẩm Hoa Anh Đào. Em chào Quang Thái, chào Minh Nguyệt ạ, chào tất cả các chị nha. Có một anh hỏi em là hôm nay có tặng voucher không? Dạ có ạ. Chỉ cần là các anh chị chỉ cần là like và share livestream và đồng thời là tag hai người bạn của mình vào. Nhớ là like và share ở chế độ công khai giúp em các anh chị nha. Thì mình sẽ có cơ hội nhận các voucher mua hàng của mỹ phẩm Hoa Anh Đào. Vào cuối livestream này em sẽ chọn 3 chị khách hàng may mắn ngẫu nhiên các anh chị nha. Và đặc biệt thì hôm nay cách đây vài ngày thì mỹ phẩm Hoa Anh Đào bên em đã về lại 3 dòng sản phẩm sữa rửa mặt của mỹ phẩm Sakura. Vài hôm trước thì em đã có hết hàng vì em có chia sẻ với các anh chị là bên em đang update mẫu mới cho năm 2019 và 2020 đây. Thì đây, bây giờ em đã có hiện tại là 3 mẫu mới ở đây và có rất là nhiều chị khách hàng có comment và inbox cho mỹ phẩm Hoa Anh Đào là 3 dòng sữa rửa mặt này nó có khác gì với mẫu cũ hay không? Chị đã quen sử dụng mẫu cũ rồi, rồi mẫu mới về có lên giá hay không em ơi? Làm sao chị biết là đây là mẫu mới chính hãng của bên em hay là hàng đang là hàng fake ở ngoài thị trường? Thì hôm nay em sẽ review và so sánh cả 3 dòng sữa rửa mặt này ở mẫu cũ và mẫu mới với nhau cho các chị để các chị có thể nắm rõ thông tin nha. Em chào chị Giang Nghi ạ, chào chị Bình Nguyễn, chào chị Khả Ngân. Các chị hỏi em là có khuyến mãi gì không? Thì hiện mỹ phẩm Hoa Anh Đào đang có chương trình giao hàng free ship ở trên toàn quốc các chị nhá. Ngoài ra thì các sản phẩm ở đây khi các chị mua sẽ được tặng kèm một số sản phẩm sample dùng thử của mỹ phẩm Hoa Anh Đào. Trong tháng sinh nhật thì mình sẽ được hỗ trợ chương trình ưu đãi giảm 10% từ mỹ phẩm Hoa Anh Đào nữa nha các chị. Còn bây giờ thì đợi các chị vào đông một xíu thì mình sẽ bắt đầu vào chương trình review nha. Hôm nay á, thì em sẽ test trên tay cho các chị xem chất sản phẩm của cả hai dòng cũ và mới luôn nha. Em chào chị gái ạ. Có một chị hỏi em là có sữa rửa mặt nhạy cảm hay không? Dạ có chị nha. Hôm nay thì em sẽ review cho mình về cái dòng sữa rửa mặt nhạy cảm dành cho da nhầu mụn và cả da dòng dưỡng sáng da. Và ở đây thì em cũng sẽ chia sẻ thêm với các chị là cái dòng sữa rửa mặt này phù hợp cho loại da nào, tình trạng da như thế nào. Tại vì sau livestream lần trước á, thì cũng có rất là nhiều chị khách hàng hỏi em là chị đang rất là phân vân, không biết là với tình trạng da của chị hiện tại thì chọn cái dòng sữa rửa mặt nào nó sẽ phù hợp cho chị nhất. Thì hôm nay em sẽ chia sẻ cho các chị luôn. Ngoài ra thì em sẽ test và so sánh hai sản phẩm cho các chị luôn nha. Có một chị hỏi em là thấy cái bộ gốm sứ này thì mua gì được tặng? Và khi mà mình mua bộ gốm sứ này á, em xin lỗi, khi mà mình mua với cái đơn hàng trên 3 triệu thì mình sẽ được tặng cái bộ gốm sứ này nha các chị nha. Có chị Ngọc Duyên hỏi em là da mụn thì sử dụng cái sữa rửa mặt nào? Dạ chị ơi, nếu mà da mụn thì mình dùng cái loại dành cho da nhầu mụn này của bên em nha. Dạ đây ạ. Đây là dòng dành cho da nhầu mụn của bên em. Thì sẵn có một chị là đang hỏi thì em sẽ bắt đầu vào cái review về cái hai dòng sản phẩm này cho mình luôn nha. Các anh chị nào đã vào xem livestream thì hãy like và share livestream cùng mỹ phẩm Hoa Anh Đào nha. Vào cuối livestream em sẽ chọn 3 chị khách hàng may mắn ngẫu nhiên để nhận các voucher mua hàng của bên em. Nhớ là hãy tag hai người bạn của mình vào để cùng xem livestream của mỹ phẩm Hoa Anh Đào các anh chị nha. Đây ạ. Thì đây trên tay em đang cầm hai tiếp sữa rửa mặt dành cho da nhầu mụn đây ạ. Để em lại gần cho các anh chị xem nha. Ở phía bên này, bên phải này
là dòng dành, đây là dòng cũ nè các anh chị, còn phía bên trái đây là dòng mới các anh chị nha. Cả hai sản phẩm thì nó đều là dành cho da nhuận mụn, nó là mẫu cũ và mẫu mới. Và có một điểm đầu tiên đặc biệt, mình sẽ nói về từ mẫu mã bên ngoài rồi tới nơi sản xuất, rồi về chất sản phẩm và cuối cùng là về thành phần nha. Thì đầu tiên thì về mẫu mã thì các anh chị thấy là nó tương đối là giống nhau. Nó cũng là có cái dòng chữ màu xanh thì là của dành dòng cho da nhuận mụn, tại vì có rất là nhiều anh chị kêu là à bây giờ chị không có nhớ được cái tên tiếng Anh em ơi, bây giờ thì làm sao? Thì các chị có thể để ý nha, dòng dành cho da nhuận mụn thường là cái chữ của nó màu xanh. Khi các chị alo đặt hàng với mỹ phẩm Hoa Anh Đào hoặc là inbox cho bên em á, thì các chị có thể nói là cái dòng có chữ màu xanh á em, chị đang dùng dòng đó, thì bên em sẽ hỗ trợ giao hàng đúng cái sản phẩm cho các anh chị nha. Đây ạ, thì em lưu ý lại ha. Về cái mẫu mã thì nó tương đối là giống nhau, cũng là cái dòng chữ màu xanh, là dòng dành cho da nhuận mụn. Có một điểm đặc biệt đó là cái dòng cũ á, thì nó được sản xuất tại nhà máy là ở Korea, là Hàn Quốc, nhưng mà dòng mới này thì bên em sản xuất tại Japan nha các anh chị, là tại Nhật luôn, để cho các anh chị không có còn thắc mắc về cái việc là tại sao dòng này là sản phẩm Nhật mà sản xuất ở Hàn Quốc em. Thì ở cái dòng mới này là tụi em sản xuất tại cái cơ sở tại Nhật luôn, cái chi phí của nó thì hơi đắt hơn cái dòng cũ, nhưng mà bên em là chiều lòng khách hàng và để là đảm bảo uy tín nhất của mỹ phẩm luôn ha. Rồi, đó là về cái mẫu mã bên ngoài. Và về cái dung tích thì cái loại mới này là dung tích của nó là 100 g nha các anh chị. Rồi, còn tiếp theo đó là về cái vỏ, vỏ hộp thì nó sẽ như thế này, nó được update và cái vỏ hộp á, thì nó sẽ có in chìm và hơi cái hoa văn hình hoa anh đào ở đây, không biết là các chị nhìn trong camera có thấy không ha, nó sẽ có in một cái hoa văn chìm cái hình hoa anh đào ở đây luôn ạ. À, đây là cái vỏ của mẫu mã mới và đây là cái bao bì của mẫu mã mới nha các anh chị. Các anh chị lưu ý giúp em thì hiện nay mỹ phẩm hoa anh đào bên em gần như là hết tất cả các mẫu cũ của Sakura và đã update sang mẫu mới, nên là khi mà mình mua hàng nếu nhận được mẫu mới thì các anh chị đừng quá gọi là hoang mang hay là phân vân nha. Em xin công bố luôn đó là mỹ phẩm hoa anh đào đang update cái mẫu mới này của dòng hàng Sakura. Em chào chị Hồng Nhung. Chị Hồng Nhung có hỏi em là thành phần có thay đổi không? Thì chị Hồng Nhung ơi, trên cơ bản á, thì cái dòng sữa rửa mặt này thành phần á, nó tương đối là giữ nguyên và nó sẽ có bổ sung thêm một số thành phần mới để giúp hỗ trợ trong cái quá trình dưỡng da cho mình. Thì chị cứ theo dõi livestream nha, em sẽ review từng dòng một cho mình. Em chào chị Hạnh. Em chốt cho chị Minh Nguyệt một sữa rửa mặt nhạy cảm nha. Có chị Hạnh hỏi em là cái mẫu mới dùng được không, tại vì mẫu cũ chị dùng dòng trắng da rất là ok, mẫu mới này dùng nó cũng tương đối như mẫu cũ thôi, nó chỉ xem nhau một xíu, nhưng mà em cam đoan với các anh chị đó là mẫu mới thì nó sẽ rất là tốt cho da của mình, vì nó đã được bổ sung thêm những cái thành phần hỗ trợ dưỡng da và nó update lên những cái hoạt chất mà hiện nay đang hot trong cái ngành mỹ phẩm của bên mình, nên là các anh chị dùng mẫu mới thì sẽ rất là thích hơn mẫu cũ rất là nhiều, nên là các anh chị an tâm nha. Em chào chị Thảo Sương. Em chào chị Giang Nghi, cảm ơn chị Giang Nghi. Em chào chị Tiên Tiên, chào chị Trung Nhung. Em cảm ơn chị Thảo Sương. Các anh chị ơi, các anh chị đọc comment ở livestream này thì các anh chị cũng thấy được đó là các cái dòng sữa rửa mặt của mỹ phẩm Sakura bên Hoa Anh Đào đang phân phối được rất là nhiều khách hàng dùng và rất là hài lòng, nên là các anh chị đừng quá hoang mang khi mà dùng sản phẩm này nha. Và tiếp theo đó là dòng sản phẩm này nó sẽ phù hợp cho da nào, đó là phù hợp cho các làn da có nhờn nè, các làn da có vấn đề về mụn nè, và phù hợp hơn nữa dành cho các làn da mà làn da của các anh em thì sử dụng dòng sản phẩm này sẽ rất là phù hợp nha. Vì là trong thành phần là nó sẽ có các thành phần như là trà xanh nè, cam thảo hỗ trợ kháng khuẩn, kháng viêm và ngăn ngừa tình trạng mụn. Và đồng thời thì nó sẽ loại bỏ đi những cái lượng dầu thừa trên da của mình. Có một chị nói là cho chị coi chất sản phẩm, thì ở đây em sẽ test cái chất sản phẩm ra cho mình nha. Ở đây là em đang có mẫu mới nè các anh chị. Và đây là mẫu cũ nha. Đây ạ. Dạ đây em lại gần cho các anh chị xem nha. Thì ở phía trên đó các anh chị là mẫu cũ, còn phía dưới đó là mẫu mới. Thì các anh chị có thể thấy đó là cái mẫu mới đó, nó tương đối là đặc
hơn. Thì như em có chia sẻ là thành phần dưỡng chất nọ thì nó sẽ rất là nhiều hơn, rất là nhiều. Thì cái mẫu mới nó tương đối là đặc hơn nè. Còn cái mẫu cũ thì các anh chị thấy không, nó lỏng hơn khi mà em xịt ra tay cái tester nè, nó chảy hơn. Đó, đây là cái sự khác biệt giữa mẫu cũ với mẫu mới nha. Còn bây giờ thì em sẽ tạo bọt cái mẫu mới cho các anh chị xem luôn ạ. Thì có rất là nhiều các anh chị hỏi em là à em ơi, cái mẫu cũ của các anh chị dùng á là dạng gel, nó ít tạo bọt thôi, chị thích là dùng những cái dạng như vậy, thì cái mẫu mới nó có như vậy không? Thì đây, đây các anh chị nha, đây là mẫu mới khi mà em cho nước vào nè, đó là dạng gel rất là mịn luôn, nó gần như là không có tạo bọt luôn nè. Đó, nên là các anh chị nào thích sử dụng dạng gel á thì mình có thể dùng cái này nha, đảm bảo với các anh chị là siêu siêu thích luôn. Cái mẫu cũ á thì là nó sẽ lỏng á các anh chị, nên là khi thoa lên da nhiều khi cái nó chảy đi mất rồi. Nhưng mà cái mẫu mới này thì nó sẽ sệt hơn nè, các anh chị sẽ dễ massage và dùng trên da của mình hơn ha. Có một anh chị hỏi em là sản phẩm có tạo bọt nhiều không shop? Dạ, cái sữa rửa mặt mà dòng nhạy cảm và dòng dành cho da nhuận bụng của bên em á thì nó gần như là không có tạo bọt nha các anh chị. Nó là dạng gel thôi ạ. Còn cái dòng trắng da thì nó sẽ có tạo bọt nhẹ cho mình nha. À, em chào chị Phạm Trinh ạ. Em chào tất cả các anh chị đang xem livestream nha. Các anh chị nào đang xem livestream thì mình hãy cùng like và share livestream, đồng thời là tag 2 đến 3 người bạn của mình vào để có cơ hội nhận các voucher mua hàng vào cuối livestream của bên em ạ. Thì đầu tiên em đã review xong cho mình cái dòng dành cho da nhuận mụn. À, có một anh chị hỏi em đó là cái dòng dành cho da mụn mụn này mùi nó như thế nào, tại vì chị không sử dụng được những cái dòng sản phẩm mà có mùi. Thì em thấy là cái mùi của nó chỉ thoang thoảng cái mùi của tràm trà, rất là nhẹ nha các anh chị, nó không quá nặng đâu. Nên là các anh chị nào mà không thích hợp sử dụng những cái sản phẩm mà nó có mùi hóa chất á, thì mình dùng dòng này sẽ rất là phù hợp. À, em chào chị Phạm Trinh. Rồi, dòng tiếp theo em muốn review với các anh chị, nó sẽ phù hợp cho mình sử dụng vào mùa đông này, đó là dòng Sensitive. Hay còn gọi là dòng dành cho da nhạy cảm và da khô. Thì như cái tên của sản phẩm thì nó sẽ phù hợp cho làn da nào là đang là làn da khô nè, làn da nhạy cảm, làn da đang bị kích ứng. Thì các anh chị nào mà mùa đông á da mình bị thay đổi thì mình có thể lựa chọn em này để sử dụng. Về mẫu mã thì nó cũng như tương tự cái dòng dành cho da nhuận mụn ha, cũng là dòng chữ màu tím, cũng là sản xuất tại Nhật, cũng là 100g. Rồi, chất sản phẩm nó cũng là dạng gel luôn nha, và mình sẽ so sánh. Dạ ok chị Giang Nghi, em chốt cho chị Giang Nghi một tiếp dành cho da mụn mà. Rồi bây giờ sẽ test cho các anh chị xem dòng Sensitive nha. Đây là chất sản phẩm ạ. Dòng Sensitive ở đây em đang không có mẫu test. Đây em sẽ cho các anh chị coi cái mẫu mới của Sensitive nha, cái chất của nó cũng đục như là dòng dành cho da nhuận mụn vậy ạ. Đây ha, và cái tạo bọt của nó thì cũng giống như dòng dành cho da nhuận mụn luôn, đó là nó không có tạo bọt, nó là dạng gel nha các anh chị. Đó là dòng Sensitive. Thì dòng Sensitive nó sẽ có những cái cập nhật, những cái update gì? Thì dòng dành cho da nhạy cảm này nó sẽ có cái thành phần như là allantoin. Cái thành phần này là nó không mùi nè, không màu, và nó gần như là không gây độc, không gây kích ứng cho làn da của mình, nên là nó sẽ rất là phù hợp cho các làn da nhạy cảm. Ngoài ra nó còn có thành phần ceramide. Thì thành phần ceramide vào mùa đông này khi các chị sử dụng rửa mặt thì nó sẽ giúp là khóa ẩm trên làn da của các chị, giúp cho làn da của các chị có một độ ẩm cân bằng nhất. Và thành phần thứ ba đó là chiết xuất từ hoa anh đào, sẽ giúp hỗ trợ như là chống oxy hóa, kháng khuẩn, kháng viêm cho làn da của các anh chị nha. Nên là cái dòng Sensitive này nó sẽ rất là phù hợp cho các làn da nào đang bị mẫn cảm, đang bị kích ứng, đang bị bong tróc, thì vào mùa đông này mình sử dụng nó sẽ giúp cân bằng lại cái độ ẩm và hỗ trợ kích thích tăng sinh collagen trên làn da của mình để phục hồi làn da các anh chị nha. Em chào chị Nguyễn Bé Tư, có cho da khô không? Chị ơi, da mình đang bị khô là em rất là khuyến khích mình dùng cái loại dành cho da nhạy cảm và da khô này chị nha.
Đây ạ. Cái làn da của mình mà mình để cái tình trạng khô trong một khoảng thời gian dài thì nó sẽ rất là dễ làm cho da chuyển từ da khô thành da mẫn cảm luôn. Nên là mình nên sử dụng những cái dòng sữa rửa mặt như thế này thì nó sẽ giúp làm dịu da của chị nè, giảm đi cái tình trạng khô và mang lại một cái độ ẩm vừa phải trên da của mình. Ngoài ra thì da đã khô rồi mình hạn chế sử dụng những cái sữa rửa mặt tạo bọt mà nên dùng những cái lạng gel mềm mịn trên da như cái dòng này nha. Nên là nếu mà làn da khô thì em khuyến khích mình nên dùng cái loại dành cho da nhạy cảm và khô này của Sakura. Giá của sản phẩm có một anh đăng hỏi em là giá bao nhiêu? Dạ giá của mình là 600 ngàn nha. Dòng dành cho da nhờn mụn và da nhạy cảm là 600 ngàn. Còn dòng sữa rửa mặt dưỡng sáng da là 680 ngàn ạ. Tất cả các sản phẩm này đều là thể tích là 100 gram nha các anh chị ha. Các anh chị nào có thắc mắc gì thì hãy cứ comment nha, bên em sẽ hỗ trợ giải đáp cho mình. Có một chị hỏi em là có size nhỏ không? Dạ hiện thì bên em không có size nhỏ, nhưng mà em đảm bảo với các anh chị là dùng cái sữa rửa mặt này các anh chị sẽ rất là thích luôn, vì nó không hoàn toàn không có gây kích ứng trên da mà nó sẽ còn dịu nhẹ, và càng dùng thì các anh chị sẽ thấy tình trạng da của mình nó sẽ được hỗ trợ cải thiện rất là nhiều. Chị Trần Vivi, em chốt cho chị Trần Vivi một tiếp mụn ạ. À, có một chị Thanh Hoàng hỏi em là hôm nay mua có tặng gì không? Dạ mình hãy đặt hàng ngay trong livestream này nha, sẽ được tặng kèm một túi vải đó các anh chị ạ. Hello anh Đạt. Có anh Hoàng hỏi em là da hỗn hợp xài loại nào em? Dạ da hỗn hợp thì mình có thể xài cái loại dưỡng sáng da này nha. Loại dưỡng sáng da này thì nó là dạng chất nó hơi kem như thế này ạ. Đây. Dưỡng sáng da thì như mẫu mã em có đây, em cho mình xem thì dòng dưỡng sáng da cái mẫu mới thì chữ nó lại không là màu cam mà nó lại là màu trắng. Các anh chị chỉ cần nhớ là sáng da là trắng da thì chữ màu trắng nha. Còn loại dành cho da nhờn mụn thì thường nhờn mụn thì sẽ liên quan tới trà xanh thì chữ màu xanh. Còn dòng nhạy cảm này thì chữ màu tím nha. Rồi, đây cũng là 100 g sản xuất tại Nhật và giá là 680 ngàn. Dòng sáng da thì giá của nó hơi cao hơn một xíu ạ. Và đây em sẽ cho các anh chị coi tester của mẫu cũ và mẫu mới nha. À, mới nãy em thấy có chị Anh Đặng nè, chị Nguyễn Bé Tư có hỏi em về các sữa rửa mặt á. Thì chị Nguyễn Bé Tư ơi, em nhắc lại cho mình nha, da khô thì chị có thể là dùng cái loại dành cho da nhạy cảm ạ. Đây ạ. Màu tím chị nha, chị nếu mà chị muốn đặt hàng hãy comment lại giúp em màu tím. Bên em sẽ có các bạn chuyên viên liên hệ với mình. Chị Anh Đặng thì em sẽ nói lại giá cho mình nha, dòng dành cho da nhạy cảm và da nhờn mụn là 600, dòng dưỡng sáng da là 680 ngàn ạ. Còn đây em sẽ cho các anh chị coi cái chất của sản phẩm dưỡng sáng da nha. Đây, đây là mẫu mới. Mẫu mới các anh chị sẽ thấy là cái tester của nó lỏng mịn hơn, dễ tạo bọt hơn. Còn mẫu cũ thì cái chất nó đặc hơn nha các anh chị. Nên là các anh chị có thể là sử dụng cái mẫu mới này để mà dùng chung với máy rửa mặt thì rất là phù hợp. Da các anh chị nào là da hỗn hợp với da thường, mình dùng sẽ rất là tốt ạ. À, có chị Nguyễn Bé Tư nói là chị lấy một cái sữa rửa mặt dành cho da khô, nói bạn gửi cho chị. Dạ ok chị, em sẽ liên hệ với bạn chuyên viên đó để bạn chuyên viên đó ra đơn để mà gửi cho chị nhẽ nha. Đơn hàng của mình là 600 ngàn nha chị Bé Tư. Dạ rồi, còn bây giờ thì em sẽ test cho mình coi cái độ tạo bọt của cái dòng sữa rửa mặt dưỡng sáng da mẫu mới nha các anh chị. Đây. Cái bọt của cái mẫu mới này thì nó sẽ dạng bọc mịn như thế này, không biết là các anh chị có thấy không ạ? À? Nó là sẽ dạng bọc mịn như thế này nha các anh chị. Cái bọt rất là mịn chứ nó không phải là bọt xốp lên rất là nhiều, tại vì cái dạng bọt này là bọt nó sẽ được tạo từ các hoạt chất thiên nhiên chứ nó không phải là bọt hóa học, nên là nó sẽ là một cái độ mịn vừa phải thôi, chứ nó không phải là cái kiểu mà toàn bọt và bọt xốp to lên luôn. À, có một chị hỏi em là cái sữa rửa mặt mụn có tạo
Bọt không, dạ sữa rửa mặt mụn á thì mình gần như là không có tạo bọt luôn nha chị. À, sữa rửa mặt mụn và dành cho da nhạy cảm là dạng gel trong suốt và gần như là không có bọt à. À, ok chị gái, em chốt cho chị gái một tip sữa rửa mặt nha chị gái. À, mình lấy cái loại mà dành cho da da khô, loại dành cho da nhạy cảm đi chị. Mùa đông này sử dụng cái loại đó thì rất là phù hợp ạ. À. Vậy là em đã chia sẻ cho các anh chị về ba dòng sữa rửa mặt ở đây rồi, và đã review cho các anh chị, so sánh cho các anh chị là cái chất rồi cái tester, cái cách sử dụng phù hợp cho loại da nào rồi, và sẽ có thêm một cái bật mí cho các anh chị là đối với cái dòng sữa rửa mặt trắng da thì trong cái mẫu mới này nó sẽ có cái thành phần như là ascorbic glucosid, thì đây là một dạng của vitamin C, nó sẽ hỗ trợ là dưỡng sáng da cho các anh chị nào. Ngoài ra thì sẽ có thành phần như là alpha arbutin, là một cái thành phần mà nó dưỡng sáng da một cách lành tính, và ngoài ra thì nó sẽ có chiết xuất từ hoa anh đào giúp ức chế cái quá trình tổng hợp melanin và giảm đi cái tình trạng melanin bị tổng hợp quá cao thì nó sẽ làm cho da mình sạm. Và đó là tất cả những cái gì mà em review về cái dòng sữa rửa mặt mới của mỹ phẩm hoa anh đào vừa mới cập nhật nha. Thì em xin nhắc lại thì ở đây sẽ có dòng dành cho da nhờn mụn và nhạy cảm giá là 600 ngàn 100 gram, và dòng dành sáng da là 680 ngàn cũng là 100 gram. Tất cả các dòng mới đều được sản xuất tại nhà máy tại Japan, là tại Nhật nha các anh chị. Các anh chị nào mà mình đang thiếu sữa rửa mặt, đang đợi mong sữa rửa mặt của Sakura mấy bữa nay thì hãy nhanh tay đặt hàng nha. Tại vì hàng về là cho dịp Tết đó, nên là bên em cũng không về được với số lượng quá lớn, và đồng thời là sẽ có nhu cầu của các anh chị trong dịp Tết này khá là nhiều, nên mình nhanh tay đặt hàng sớm thì mình sẽ nhận được các chương trình ưu đãi và hàng sẽ đến tay mình nhanh hơn. Ở năm nay thì Tết đến sớm nên là dịch vụ giao hàng của mỹ phẩm Hoa Anh Đào cũng sẽ kết thúc sớm. Đồng thời đó là vào dịp Tết thì các anh chị cũng biết rồi, cái lượng mua hàng nó sẽ nhiều và cái thời gian giao hàng nó sẽ có đôi khi là nó sẽ chậm trễ hơn, nên là mình đang có nhu cầu thì mình hãy đặt sớm nha các anh chị, để mà mình khỏi tránh cái tình trạng mà gần Tết mà hàng vẫn chưa đến tay mình, để mà mình kịp dưỡng da đón lễ đón Tết nữa. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các anh chị vào những livestream lần sau. Hãy chào cùng mỹ phẩm Hoa Anh Đào xem livestream vào thứ bảy sắp đến nha các anh chị ha. Nếu mà muốn bên em chia sẻ thêm về cái sản phẩm nào mà mình đang thắc mắc hoặc là review thêm về cái vấn đề gì thì hãy cứ comment cho bên em. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các chị ạ. À.